À, xin chào tất cả mọi người. Gần đây trên mạng xã hội Facebook có đăng tải một cái video clip của một cái bạn nữ còn khá trẻ, và bạn ấy nói về một vấn đề hết sức là hot trong xã hội nay, đó là về vấn đề xã hội, vấn đề về Đảng Cộng sản hay là phản động là gì, hay là đất nước của chúng ta có tự do hay không, có yên bình hay không, có văn minh hay không, có thực sự độc lập hay không. Những cái vấn đề này bạn ấy đưa ra dựa trên những kiến thức mà theo tôi được hiểu rằng bạn ấy nói là bạn đã tìm hiểu qua mạng internet, không chỉ là từ sách giáo khoa mà từ các phương tiện chính thống, mà từ các cái trang báo mạng mà được phát hành ở trên internet mà mọi người ai cũng có quyền truy cập, và từ đó bạn ấy rút ra những cái kiến thức mà bạn nghĩ rằng bạn ấy cần phải chia sẻ cho tất cả mọi người. Thực ra thì tôi rất hoan nghênh bạn này vì bạn ấy còn trẻ và bạn đã muốn tìm hiểu. Tuy nhiên ấy, là càng nghe clip mà bạn ấy chia sẻ thì tôi càng cảm thấy hết sức là bức xúc. Chính vì thế nên là tôi đã nốt lại một số cái quan điểm mà bạn ấy đưa ra và chia sẻ lại, đưa ra những đánh giá, nhìn nhận của bản thân để chúng ta cùng có một cái nhìn khách quan nhất về những cái điều mà bạn ấy nói đến. Đầu tiên thì bạn ấy có nói rằng là phản động là gì, và bạn ấy nói rằng là những ý kiến mà bạn đưa ra có thể là sẽ bị quy chụp là phản động. Vâng, thực ra thì chúng ta muốn biết được phản động là gì không, chúng ta phải hiểu được định nghĩa thế nào là phản động. Thì phản động là những người mà có cái suy nghĩ, những cái hành động mà những đem lại đi ngược lại những cái lợi ích chung của cả dân tộc bằng cách là cố tình xuyên tạc, một cách có chủ ý nhằm vào mục đích chính trị đê hèn, thì những người như vậy được gọi là phản động. Và tất nhiên đối với các bạn gái đây thì bạn hoàn toàn có quyền suy nghĩ trái chiều, không ai cản bạn cả, thì đó là suy nghĩ ở trong cái tiềm thức của bạn, trong cái nhận thức giới hạn của bạn, giới hạn nhận thức của bạn, xin lỗi. Nhưng mà vấn đề mà bạn đăng cái video clip lên trên mạng và bạn đưa cái quan điểm của bạn là định hướng xã hội, đồng thời bạn phủ nhận những cái thành tựu mà Việt Nam đã và đang làm được, và bạn làm như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ nói đến. Nhưng mà cái việc bạn làm và đang cố tình phủ nhận những cái thành quả đó thì người khác gọi bạn là phản động thì hoàn toàn không sai, vì ẩn sau những cái lời chia sẻ của bạn nó mang mục đích chính trị hết sức là rõ ràng. Và tất nhiên là những cái người mà yêu nước ấy và những người bị coi là phản động ấy thì đều có những cái điểm tương đồng với nhau, đó là họ đều được chỉ ra những cái sai, những cái yếu của hệ thống chính quyền, của xã hội. Tuy nhiên những cái người yêu nước ấy, thì họ chỉ ra cái sai, đưa ra những cái góp ý, những cái giải pháp, và họ đưa ra những phản biện xã hội nhưng mà mang tính tích cực, tiến bộ, để mang ý nghĩa xây dựng, và chỉ ra, họ còn chỉ ra những cái đúng để có thể phát huy. Nhưng mà những cái kẻ phản động thì họ lại chỉ chăm chăm nhìn vào những cái xấu mà thôi, và họ tìm mọi cách, họ chỉ trích rồi họ chà đạp thành quả người khác. Và chính vì thế nên là cùng một hành động nhưng mà cái động cơ và cái mục đích và cái cách thể hiện khác nhau sẽ có bị xã hội hay những người khác, người ta nhìn nhận mình bằng một cái thái độ khác nhau. Và bạn cũng nói về vấn đề về tự do, nhưng mà tôi hỏi bạn là liệu bạn có đang nghĩ rằng tự do là bạn thích làm những gì bạn làm và bạn nói những gì bạn nói. Thực ra ấy, tự do nó phải nằm trong một cái khuôn khổ nhất định, chứ không phải là như bạn đang nghĩ đâu. Bởi vì là bạn cho rằng bạn có quyền nói, đấy là tự do. Thế nhưng mà bạn sử dụng cái quyền nói của bạn, bạn lôi kéo để bạn kích động những người khác theo một cái mục đích nào đó mà có thể gây ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Và như vậy thì nó không còn nằm trong cái giới hạn của sự tự do nữa. Và tôi cũng muốn khẳng định với bạn rằng là ở mỗi một đất nước, một cái văn hóa khác nhau thì nó có cái định nghĩa cái sự tự do khác nhau. Ví dụ như khi mà bạn đến Thái Lan chẳng hạn thì bạn không bao giờ có quyền lăng mạ vị vua của đất nước họ, bạn đã bị vào tù ngay lập tức. Hay là nếu như bạn sang Singapore thì bạn cũng không được phép ăn ở trên tàu điện ngầm hay là nhai kẹo cao su ở nơi công cộng. Chính vì thế nên mỗi nước quốc gia có một cái quyết định, một cái văn hóa khác nhau sẽ có một cái định nghĩa sự tự do khác nhau. Chúng ta không bao giờ được phép áp đặt một cách thô thiển cái định nghĩa quyền tự do của nước này sang một nước khác, đúng không ạ? Và bạn nói, bạn cũng nói một cái điều rất là buồn cười như thế này, đó là tại sao phải biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bạn lấy ví dụ vì là cái mũ cano, cái khăn quàng đỏ, mọi thứ bạn phải, bố mẹ bạn phải trả tiền, thế vậy lý do là bạn phải biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi cảm thấy rất là khó hiểu. Và từ đâu chúng ta định nghĩa rằng là sự biết ơn chỉ có được khi chúng ta nhận được cái gì đó free từ người khác. Bạn có công nhận với tôi đây là một cái cách nhìn nhận hết sức là thực dụng không, nông cạn và rất là vô ơn không? Và bạn phải hiểu rằng là bạn sinh ra và lớn lên ở trong một cái đất nước mà hoàn toàn độc lập, không hề bị chia cắt giống như kiểu Triều Tiên và Hàn Quốc. Và cái đó thì tôi hỏi bạn là nó có được từ đâu ạ? Có nhờ ai, nhờ sự lãnh đạo của ai ạ? Từ khi bạn sinh ra đời, xã hội đã có sẵn bệnh viện để cho bố mẹ bạn sinh đẻ bạn một cách an toàn.
từ đâu mà bạn đã có những con đường thẳng tắp, những công viên để cho bạn tập đi, và từ đâu có những cái trường học cho bạn 5 tuổi để bạn bắt đầu cập nhật kiến thức, và hàng ngày nữa bạn lấy đâu những ai quân công an quân đội ở đâu ra để họ bảo vệ cho xóm làng, cho sự bình yên, cho cuộc sống của chính bạn và gia đình là bạn, đúng không ạ? Nếu không, nếu đó không phải là tự có sự điều hành và sự lãnh đạo của bộ máy thì liệu bạn có được hưởng những cái điều ấy? Và tôi đồng ý với bạn rằng là tất cả những cái điều ấy xuất phát từ tiền thuế của dân, sự công sức đóng góp của dân, nhưng mà tất cả những điều ấy sẽ là vô nghĩa, tiền thuế sẽ là vô nghĩa nếu như không có một tổ chức, một bộ máy nào đó lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước. Quay trở lại cái trong lịch sử, khi mà chúng ta bị giày xéo bởi Pháp và Mỹ, không có một cái tổ chức đảng phái nào, chính trị nào đứng ra và lãnh đạo cuộc cách mạng thành công ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy tôi hỏi là một cái tổ chức nào, bộ máy nào đủ tư cách để lãnh đạo Việt Nam trong thời bình ngày nay nếu không phải là Đảng Cộng sản? Và bạn không nhớ rằng là trong cái thời đại hiện nay ấy, thì là vị thế chính trị, vị thế về kinh tế của Việt Nam đang càng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, và rất nhiều các cái hợp đồng về kinh tế, về các cái mối quan hệ đối tác chiến lược này nọ giữa Việt Nam ký kết với các nước lớn, ví dụ như là Hoa Kỳ hay là Trung Quốc hay là Nga, Đức, Pháp, điều đấy thể hiện rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm rất tốt chứ không phải là không, đúng không ạ? Chính vì vậy là sự biết ơn chúng ta phải hiểu được rằng là nó đến từ những cái điều vĩ mô tổng thể, chứ không phải là những cái giá trị vật chất rất là nhỏ mà bạn đề cập đến như kiểu mũ cano hay là khăn quàng đỏ hay bất kỳ một cái gì khác. Và chúng ta phải hiểu được như vậy thì chúng ta mới biết được là mình cần làm những cái gì, cống hiến những cái gì cho xã hội, và chúng ta có đang thực sự được hưởng những thành quả mà bộ máy chính quyền Đảng Cộng sản đang đem lại cho chúng ta hay không. Bạn có lập luận rằng là hiện tại thế giới chỉ còn có một vài nước theo Cộng sản và không có một nước nào giàu có. Tôi muốn giải thích với bạn rằng là thứ nhất ấy, là hầu hết tất cả các nước Cộng sản đều bị Hoa Kỳ và phương Tây chơi đòn xấu, đó là chơi cái đòn cấm vận về mặt kinh tế, và trong đó thì có Cuba và Triều Tiên. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc cũng là một nước cộng sản và họ đang có quy mô nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia về kinh tế thì là sớm muộn đến khoảng năm 2020 thì Trung Quốc sẽ xoán ngôi vị trí thứ nhất của Hoa Kỳ về quy mô của nền kinh tế. Về vấn đề Việt Nam ta thì sao? Là một nước cộng sản, chúng ta đang có cái tốc độ phát triển kinh tế khoảng 6% một năm là tương đối cao. Và chúng ta không được quên rằng là mặc dù chúng ta thành độc lập từ năm 1975, tuy nhiên chúng ta phải chịu cấm vận về kinh tế của Mỹ đến tận năm 1994. Như vậy là chúng ta chỉ còn khoảng 24 năm để chúng ta tập trung vào phát triển, xây dựng đất nước cho đến thời điểm hiện tại. Và chúng ta ai cũng hiểu rằng là cấm vận nền kinh tế nó ảnh hưởng sâu rộng như thế nào đến đời sống của con người. Và chúng ta thì sao? Một đất nước 95% cơ sở hạ tầng bị phá hủy từ những năm chiến tranh, và 20 năm chúng ta bị cấm vận về nền kinh tế, chúng ta còn hy vọng gì hơn những cái điều mà chúng ta đã đạt được trong thời điểm hiện tại như hiện nay? Và còn một điều nữa tôi muốn khẳng định rằng chưa bao giờ đến thời điểm hiện tại tư bản có nghĩa là giàu có hay cộng sản có nghĩa là nghèo khó. Bởi vì theo một số cái tài liệu mà tôi từng tiếp cận ấy, đối với một số quốc gia mà có cái điều kiện về lịch sử tương tự như Việt Nam, ví dụ như là Pakistan này, Bangladesh hay Sri Lanka, họ cũng giành được độc lập trên dưới 50 năm nay mà cũng lựa chọn con đường đa nguyên đa đảng, nhưng lại là những cái nước mà thường xuyên có sự bất ổn về mặt chính trị do nguyên nhân về biểu tình, bạo lực, khủng bố và thậm chí là nội chiến. Và mặc dù là cái nước đã áp dụng đa nguyên trước Việt Nam chúng ta mấy chục năm nay, nhưng mà lại không bị chiến tranh phá hủy đấy nhá, nhưng và được sự hỗ trợ đắc lực của phía Mỹ, thế nhưng mà họ cũng không phải là những nước giàu có, ví dụ như là Pakistan và Bangladesh chẳng hạn. Và gần đây chúng ta cũng thấy rằng là Sri Lanka hay là Iraq cũng là một trong những cái ví dụ tương tự. Ở Nam Mỹ thì chúng ta sẽ có những cái nước như là Bolivia hay Peru, mặc dù là có diện tích và số dân nhỏ hơn Việt Nam chúng ta, tuy nhiên là họ cũng lựa chọn con đường đa nguyên đa đảng, mà họ cũng chẳng có những cái cải cách xã hội phát triển tốt gì cả, diễn ra hết sức là chậm chạp và thường xuyên bất ổn về hệ thống chính trị. Bạn có nói rằng là Việt Nam là một nước chưa thực sự ấm no, hạnh phúc. Thì điều này tôi cũng đồng ý với bạn, tất nhiên rồi. Vì Việt Nam bây giờ đang trong quá trình phát triển, xây dựng. Từ một cái đất nước hoang tàn, người ta đang đóng góp sức người, sức của để biến nơi đây trở thành một nơi đáng sống. Mặc dù là hiện tại vẫn còn những sót lại những cái dư âm của chiến tranh, hàng ngày vẫn thỉnh thoảng có những bom nổ gây thương tích cho người khác, có đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là xây dựng đất nước là một quá trình lâu dài, chứ không thể làm trong ngày 1, ngày 2 hay là chỉ trong một cái chớp mắt, đúng không ạ?
Trong khi đó rất nhiều người bằng cách này hay cách khác họ đang cố gắng xây dựng cái đất nước này trở thành nơi tốt đẹp hơn, thì cũng có những con người như bạn sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, có nhà cao cửa rộng này, có học hành này, có Facebook để bạn livestream, thế nhưng lại là những người mà rất hay gân cổ lên kêu nghèo kêu khổ, không có độc lập để ấm lo đấm lo hạnh phúc. Và những người Việt Nam chân chính họ đi xuất khẩu lao động ấy thì rất đơn giản thôi, vì những cái nước kia họ hòa bình, họ không có chiến tranh, đi trước chúng ta hàng chục hàng trăm năm, thì hiển nhiên là cái đời sống sống thu nhập của họ cao hơn, vì nó cao hơn nên là có sức hút đối với những cái nước đang phát triển, người dân ở những nước phát triển họ sang đấy học tập lao động là điều hết sức bình thường. Nhưng mà khi mà họ có một cái khoản vốn nhất định rồi thì họ lại muốn quay trở về Việt Nam vì họ muốn được hưởng cái sự an nhàn về ổn định về mặt chính trị mà Việt Nam có được, trong khi đó những cái nước tư bản thì lại rất khó khăn để đạt được, có đúng không ạ? Và bà còn thắc mắc là tại sao Việt Nam là một cái nước mà tốt như vậy mà tại sao dân không ở lại mà xây dựng đất nước mà lại đi ra nước ngoài? Thì thực ra cái lập luận của bạn hết sức là trẻ con, đúng không ạ? Vì không phải là cứ ở trong nước là chúng ta mới gọi là xây dựng đất nước. Vì nhiều người nước ngoài làm việc họ gửi tiền về, kiều hối về cho người thân gia đình để họ tiêu dùng, đấy cũng là một hình thức xây dựng đất nước. Hay là những cái người mà họ đi học tập lao động, họ tiếp thu những cái tinh hoa về mặt văn hóa xã hội, hay là họ học tập những cái vấn đề về khoa học chính trị, khoa học là thiên kỹ thuật, họ mang về đất nước và họ áp dụng trong nước, thì đấy cũng là một cách xây dựng đất nước rồi, đúng không ạ? Xây dựng đất nước thì có thể bằng cách này hay khác, trực tiếp hay gián tiếp. Và chính vì là Việt Nam đang là một cái nước đang phát triển ấy, nên là nền kinh tế còn khá là yếu, chính vậy là cái hiện tượng di dân đi ra nước ngoài lao động là một điều hết sức là bình thường. Và chúng ta có thể xem Hàn Quốc cũng là một cái ví dụ, khi mà trong quá khứ ấy họ đã từng gửi rất là nhiều xin lỗi bạn nhé, họ từng gửi rất là nhiều gái ra nước ngoài làm đĩ, và họ gửi rất nhiều lính đi chiến đấu ở các mặt trận, trong đó có mặt trận của Việt Nam, để họ có được ngoại tệ để họ phát triển được đất nước như ngày nay. Và tôi nhận thấy ấy, rằng là khi mà ở các nước tư bản ấy, thì người dân họ làm việc cật lực để hàng ngày họ thanh toán các hóa đơn điện nước để thuế má các thứ tới tóc bay hàng ngày. Thì Việt Nam không như vậy, người Việt Nam khá là nhẩn nhơ, khá là tự do tự tại, họ sáng họ đi làm, buổi tối họ về họ chơi cầu đá banh hay là uống bia, hết sức là thoải mái. Ở Việt Nam nữa, bạn không có công việc làm một vài tháng bạn chả chết. Nhưng mà nếu bạn ở Mỹ mà bạn không có công việc làm một tháng là coi như xong, có đúng không ạ? Chính vì thế nên Việt Nam tốt hay không tốt chúng ta còn phải dựa trên những cái khía cạnh mặt cụ thể, và chúng ta phải có cái nhìn một cách tổng thể, chúng ta không thể nhìn một cách thiển cận được để đánh giá về sự phát triển của Việt Nam được. Và nói về cái vấn đề lòng yêu nước ấy, thì chúng tôi cũng yêu nước tất nhiên rồi, chúng tôi cũng lên án những cái bất công cho xã hội, chúng tôi cũng lên án thực phẩm bẩn, đấu tranh chống tham nhũng, tất cả chúng tôi đều làm, và chúng tôi dựa vào pháp luật để chúng tôi cùng góp sức xây dựng cái đất nước này. Chính vì thế mà có rất nhiều những cái vụ thực phẩm bẩn bị phanh phui trong bài báo và bị xử lý, và cũng có rất nhiều các cái quan chức, thậm chí quan chức cấp cao đã phải ra trước vảnh móng ngựa, có đúng không ạ? Ngoài ra tôi còn khẳng định với bạn một điều ấy, là chúng tôi còn vạch mặt những kẻ lợi dụng lòng yêu nước của người khác hay núp bóng dưới chữ lòng yêu nước để nhằm mục đích động cơ chính trị, phá hoại cái nền độc lập của đất nước hay là cái sự an bình của xã hội mà chúng tôi đang được hưởng. Và bản thân bạn ấy, tôi thấy bạn có một cái điều khá trơ trẽn khi bạn nói rằng là bạn không cho người Trung Quốc tràn lan, bạn không bán thuốc giả, bạn không sản xuất thực phẩm bẩn, như vậy bạn là người yêu nước. Còn điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam là chẳng làm được cái gì cho đất nước này, đúng không ạ? Nhưng mà tôi xin hỏi bạn một điều nhé, người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch, lao động, làm việc có gì sai? Họ sang Việt Nam họ bắt buộc họ phải được sự đồng ý của Việt Nam, họ phải xin visa và người và cơ quan chức năng Việt Nam cho phép thì họ mới có thể nhập cảnh, đúng không ạ? Họ sang thì họ tiêu dùng, nghĩa là họ đang góp phần xây dựng cái đất nước này rồi, đúng không? Và Đảng Cộng sản Việt Nam đâu có hề khuyến khích sản xuất thuốc giả, đâu có hề khuyến khích sản xuất thực phẩm bẩn, họ vẫn đang ra sức ngăn chặn những cái việc đó thôi. Tôi hỏi bạn là trên thế giới này nước nào là nước khẳng định rằng mình ổn định với tất cả mọi mặt? Nước Mỹ có bình yên không? Thế tại sao họ lại có xả súng khủng bố? Họ có bán mình cho Trung Quốc không? Nhưng mà họ vẫn có một cái cộng đồng người Trung Quốc sống ở bên đấy này, thậm chí có cả một cái gọi là Chinatown, đúng không ạ? Có ai nói là Mỹ bán nước Trung Quốc không? Và khi biểu tình thì cảnh sát Mỹ có trấn áp không? Có vòi rồng, có hơi cay không? Hả? Có bắt những cái người biểu tình vào còng tay họ không? Có, đúng không ạ? Tôi hy vọng rằng là những cái câu hỏi vừa rồi của tôi giúp bạn hiểu được là bạn
đang nhìn nhận cái vấn đề này sai trái như thế nào, bạn cố gắng định hướng người khác sai như thế nào. Ok, bạn còn nói rằng là quan hệ thì tại sao không đi mà quan hệ với các cái nước thứ nhất nhì thế giới mà lại cứ phải đi quan hệ với ông Trung Quốc, đúng không? Và tôi thấy rằng cái lập luận này của bạn hết sức là ấu trĩ. Bởi vì sao? Tôi muốn đưa hai luận điểm. Thứ nhất ấy, là Việt Nam ấy luôn có xu hướng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới. Không phải vì thế mà chúng ta vẫn có cái cuộc gặp mặt giữa các nguyên thủ quốc gia, giữa Việt Nam với Đức hay Việt Nam với Hoa Kỳ hay Anh với Pháp với Nga, đúng không ạ? Nếu không phải là quan hệ với họ thì chúng ta sang đây làm gì? Và thứ hai là đất nước thì lại không hề giống như một căn nhà chúng ta ở đâu ạ. Nếu chúng ta ở hàng xóm thì ta không thích người này chúng ta chuyển nhà, ok, không vấn đề. Nhưng mà với một cái quy mô của đất nước thì chúng ta ngàn đời chúng ta sẽ phải là láng giềng của Trung Quốc. Và chính vì cái vị trí địa lý, địa chính trị như vậy mà cái giao thương về mặt kinh tế nó tương đối là thuận lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và nếu như chúng ta chỉ vì ta không bằng lòng với Trung Quốc mà chúng ta cắt đứt quan hệ với họ là chúng ta tự kìm hãm cái sự phát triển của chính đất nước mình. Và ngày xưa ấy, thì khi mà chúng ta chiến đấu chống Mỹ ấy, thì chúng ta không muốn trở thành một con rối, trở thành tay sai của Mỹ. Nhưng mà khác với Trung Quốc ngày nay chúng ta chỉ quan hệ kinh tế với Trung Quốc, chứ chúng ta hoàn toàn có độc lập tự chủ, có quyền quyết định với vận mệnh dân tộc của chính mình. Và tôi muốn khẳng định với bạn một điều nữa là Việt Nam luôn có xu hướng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Bạn hãy ghi nhớ và hiểu được cái điều này, đừng bao giờ định hướng người khác bởi những cái lý lẽ lập luận hết sức tầm thường của bản thân mình. Ok, cuối video ấy thì bạn ra sức bạn khẳng định rằng là Mỹ không hề giày xéo Việt Nam. Thế không phải giày xéo thì là gì? Khi mà Mỹ rót xuống Việt Nam số lượng bom đạn gấp 3 lần số lượng bom đạn mà cả thế giới này sử dụng trong Thế chiến thứ hai, đúng không ạ? Và với 1.500.000 lính thường đồn trú ở Việt Nam, tất cả mọi cái quyết định của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đều phải được thông qua cố vấn quân sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Thì như vậy tôi hỏi bạn có phải là mất nước không ạ? Tôi nói thật, tôi cũng chẳng cần phải quan tâm là thế lịch sử như nào, tôi nhìn ngay hiện tại thôi này. Vì dân chủ, vì dân quyền ở Mỹ đi ra khắp nơi, nên chúng ta mới có ngày nay Syria, Libya, Afghanistan, Iraq, bài học còn đó này. Chẳng nhìn đâu xa. Nói tóm lại, bạn ấy là bạn đang dạy người khác về lòng yêu nước, nhưng bản thân bạn lại đang đạp đổ tất cả những cái thành quả mà những người yêu nước chân chính họ đang xây dựng lên. Bạn lên trên mạng, bạn đọc một cái bài viết vơ va vơ vẩn của mấy cái tay xuyên tạc, của mấy cái kẻ phản động ở hải ngoại, các bạn mặc nhiên đấy là chân lý, rồi bạn phủ nhận tất cả những cái lịch sử thực tế. Nói thật, người dân Việt Nam không cần con người như bạn. Yêu nước một cách ngu dốt thì người ta gọi là phá hoại. Tạm biệt bạn.